Hôm tới nhà chùa làm lễ cầu an, tôi đặt lịch cho bà rồi đấy. Cảm ơn bà. Thực sự bây giờ làm được bất cứ việc gì giúp cho thằng bé, tôi cũng sẽ làm, kể cả việc đánh đổi cả cái thân già này nữa. Bà đừng nghĩ quẩn. Mình sống tốt, tôi tin là thằng bé sẽ được tai qua nạn khỏi thôi bà ạ. Mới có một ngày mà tôi có cảm giác thằng bé nó vắng nhà đã cả tháng nay rồi. Không biết trong đó ăn uống thế nào. Tôi biết việc này khó, nhưng thực sự lúc này tôi không biết phải nhờ cậy vào ai. Bà giúp tôi nhá. Hùng này, việc của Hoàng thế nào rồi? Mẹ thấy lo cho nó quá. Dạ, mọi việc vẫn chưa rõ ràng, vẫn đang trong quá trình điều tra mẹ. Mẹ biết nó từ bé, ai thì mẹ có thể tin, chứ với nó thì mẹ khẳng định là thằng Hoàng không thể gây ra chuyện lớn như vậy được. Dạ, con cũng mong là như vậy ạ. Mẹ ơi, vụ việc còn đang điều tra, anh Hùng chưa nói được gì đâu ạ. Anh Hoàng có phạm tội hay không còn phụ thuộc vào chứng cứ và quy định của pháp luật nữa. Anh Hùng không thể dựa trên cảm tính để xử lý công việc đâu ạ. Mẹ thấy ở trên mạng bảo là đã khởi tố, bắt giam thằng Hoàng rồi mà nó không nhận tội. Như thế là thế nào? Không khéo lại oan sai ấy. Tội nghiệp quá. Thế hai đứa đã nghĩ ra cách nào giúp cho nó chưa? Mẹ, mẹ phải tin tưởng tuyệt đối vào cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Còn về phần bọn con, thì bọn con sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Và chắc chắn sẽ không xảy ra oan sai đâu ạ. Còn về làm rể, chắc chưa hiểu hết ân tình giữa nhà cô Giang với nhà mình đâu. Ngày mẹ sinh cái Nguyệt ấy, bố con thì đi công tác triền miên. Nếu như không có cô Giang ấy, thì mẹ cũng không biết xoay sở như thế nào. Cô Giang với mẹ như người ruột thịt đấy. Những năm tháng bố con đi biển biệt, rồi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cô Giang đã luôn ở bên, chăm lo, giúp đỡ cho mẹ với cái Nguyệt. Lẽ ra là cái Nguyệt nó phải kể cho con nghe những cái chuyện này rồi đấy. Mẹ, việc này con rất hiểu. Con với anh Hùng cũng rất lo lắng cho anh Hoàng. Nhưng mà muốn làm việc gì cũng phải trong khuôn khổ cho phép ạ. Vậy thì anh chị nói cho tôi xem, trong cái khuôn khổ ấy, anh chị đã làm được cái gì? Đã giúp đỡ hay nhờ vả cấp trên được câu nào chưa? Mẹ, sống thì phải có tình cảm, có anh có em, chứ đừng cái kiểu thân ai người ấy lo như vậy. Sao mẹ cứ cố tình không hiểu rồi bắt bọn con phải làm những điều vô lý thế ạ? Vâng, tôi thì không hiểu luật bằng anh chị rồi. Nói đi nói lại, tôi thấy anh chị cũng chẳng làm được cái gì. Thôi, để tôi nhờ người khác vậy. Ai ấy, chứ đồng nghiệp cũ của bố chị cũng đang làm việc đấy. Chẳng lẽ lại không để mặt tôi? Mẹ, mẹ đừng làm khó người ta. Pháp luật mà mẹ cứ coi như là trò đùa thế. Bây giờ cứ bắt thì bắt, thả thì thả. Tôi không biết. Anh chị muốn làm gì thì làm, nhưng phải giúp cho thằng Hoàng.